Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc áo dài búp bê như thế này. Đầu tiên các bạn móc cho mình 14 mũi bính. Sau khi móc xong 14 mũi bính, các bạn quay kim móc lại và đâm kim móc vào ở cái bính thứ tư. Móc cho mình một mũi móc kép. Ở đây mình đã móc sẵn cái hàng đầu tiên. Và cứ mỗi một bính các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Ở đây có tất cả là 12 mũi móc kép. Ở cái hàng đầu tiên là chúng ta có 12 mũi móc kép. Đến hàng thứ hai các bạn móc lên cho mình là 3 mũi bính. 1, 2, 3. Sau đó các bạn móc vào chân đầu tiên cho mình là 2 mũi móc kép chụm chân. Cái đến là cứ mỗi một chân các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Các bạn móc vào cái chân gần kế là 2 mũi móc kép chụm chân cho mình. Sau đó các chân cuối cùng các bạn móc một mũi móc kép. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hàng thứ hai. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến khoảng 7 hàng. Cứ sau khi kết thúc mỗi hàng thì các bạn lên cho mình 3 bính. Và cái chân đầu tiên thì các bạn móc 2 mũi kép chụm chân. Đến cái chân gần kế thì các bạn cũng móc cho mình 2 mũi kép chụm chân và kết thúc là 1 mũi kép. Các bạn cứ móc cho mình như vậy đến hàng thứ 7, ở đây là hàng thứ 2 rồi. Xin lỗi các bạn, mình nói nhầm. Các bạn móc lên cho mình đến hàng thứ 10. Cứ một hàng thì các bạn tăng 2 mũi móc kép. Sau khi kết thúc hàng thứ 10 thì các bạn móc lên cho mình 3 bính. Ở đây mình đã móc sẵn đến hàng thứ 10 rồi. Các bạn móc 3 bính, sau đó các bạn quay sản phẩm lại và móc cho mình là mỗi một chân móc là một mũi móc kép. Các bạn móc ở đến hàng thứ 11 thì chúng ta sẽ không tăng mũi móc kép nào nữa. Cứ một chân là móc một mũi móc kép thôi. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng thứ 14 thì chúng ta sẽ quay lại. Sau khi các bạn móc xong hết hàng thứ 14, đến hàng thứ 15 các bạn móc lên cho mình là 4 bính, 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn quay sản phẩm lại cho mình và các bạn đâm kim móc vào chân móc thứ 3 và móc cho mình là một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn lên cho mình 4 bính, 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn lại đâm kim móc vào chân móc thứ 4, móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4. Sau khi hết hàng thứ 15, các bạn lại tiếp tục móc lên cho mình là 4 bính. 4 bính. Bắt đầu từ hàng thứ 15 này, chúng ta sẽ móc tà áo dài của búp bê. Các bạn móc vào cái ô đầu tiên một mũi móc đơn. Sau đó là 4 bính.
một mũi móc đơn và bốn bính. Các bạn cứ móc như vậy để tạo thành những cái ô lưới giống như thế này. Các bạn cứ móc đến chiều dài nào mình mong muốn thì các bạn sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ kết thúc phần thân tà trước của búp bê, thân áo dài trước, và ở phía tà sau thì các bạn cũng móc y như phần ở đằng trước. Ở đây mình đã móc sẵn cái thân áo dài như thế này, các bạn cứ móc như vậy cho mình thêm một cái thân sau giống như thế này. Sau khi các bạn móc xong hai mảnh của tà áo dài thân trước và thân sau, chúng ta sẽ được như thế này. Sau đó các bạn tiến hành móc tay áo dài. Ở đây mình đã móc sẵn hai cái tay áo dài, mình sẽ không hướng dẫn móc nữa mà mình chỉ nói từng hàng cho các bạn móc theo. Các bạn lắng nghe và móc theo hướng dẫn của mình. Đầu tiên các bạn cũng móc cho mình 14 mũi bính. Sau đó các bạn quay lại và móc vào cái chân cái bính thứ ba cho mình một mũi móc kép. Cứ mỗi bính các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Đến hàng thứ hai các bạn móc lên 3 bính. Sau đó ở cái ô bính, ở cái chân móc đầu tiên, các bạn móc 2 mũi móc kép. Tiếp tục một chân các bạn móc cho mình một mũi kép. Đến cuối hàng, cái bính, cái chân kế chót, các bạn móc 2 mũi móc kép chụm chân. Và cuối cùng là một mũi móc kép. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây mình móc đến hàng thứ 6 thì chúng ta sẽ không tăng mũi kép ở cái đầu và cuối nữa. Đến hàng thứ 7 thì các bạn cứ móc mỗi một chân móc là một mũi kép. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Các bạn móc đến hàng thứ 15 thì chúng ta lại tiếp tục móc lên 4 mũi bính và móc vào cái chân móc thứ 3 là một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc khoảng 3 ô lưới giống như thế này để làm cái tay áo. Sau khi móc xong phần tay áo thì chúng ta cũng móc tương tự như vậy cho mình hai cái tay áo giống như thế này. Sau đó các bạn gấp sản phẩm lại và chúng ta tiến hành ráp phần tay áo và phần thân áo dài. Chúng ta ráp lại như thế này. Chúng ta khâu ở phần tà trước và tà sau của áo dài, chúng ta chỉ khâu đến cái mép chỗ này. Còn những cái phần từ đây xuống như này là cái phần tà, chúng ta chỉ khâu tới đây thôi. Tương tự như vậy, cái phần tay áo chúng ta cũng ráp hai tay lại với nhau. Sau khi các bạn ráp xong thì chúng ta sẽ được một cái sản phẩm như thế này. Áo dài cho búp bê. Ở bên phía tay bên trái chúng ta sẽ khâu một phần ở chỗ này thôi, còn chỗ này chúng ta sẽ đính nút để gài lại. Chúc các bạn thành công. Sau khi các bạn khâu phần tay áo và cái phần tà áo lại với nhau, đến phần cổ áo các bạn móc lên cho mình, các bạn nối chỉ nối len lại và móc cho mình cứ mỗi một chân móc
là các bạn móc cho mình một mũi móc kép. Các bạn cứ móc hết cho mình một hàng như thế này. Rồi. Đến đến phần gần cuối này các bạn 2 4 còn khoảng 4 mũi kép nữa thì các bạn lại móc chỗ này cho mình là một mũi móc đơn. Sau đó 4 mũi kép, mỗi một chân là một mũi kép. Chúng ta sẽ kết thúc phần cổ áo. Chúng ta sẽ có cái cổ áo như thế này. Nó nhấn ở giữa như thế này. Các bạn đính nút và gài lại. Chúng ta sẽ hoàn thành được cái sản phẩm cái áo dài búp bê. Nếu các bạn muốn tăng kích cỡ lên để móc cho em bé lớn thì chúng ta cứ dựa theo cái kiểu như thế này mà móc.